Chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình tại quốc tuấn.info. Ở bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn một vấn đề nữa có trong React.js là vấn đề về state. Thì state là một cái trạng thái của component trong React.js. Thì để hiểu rõ vấn đề hơn, lúc này tôi sẽ tiến hành làm ví dụ như sau. Ở đây thì tôi có chuẩn bị cho bạn sẵn thêm một cái nút nhấn ở trong button.tt. Tôi mở bằng backspace cộng cộng. Rồi, mình sẽ có hai vùng, một cái vùng div có hai nút nhấn và một cái vùng div có một cái text field, một cái nút nhấn như vậy. Và tôi sẽ tiến hành làm như sau. Bạn nhìn giùm tôi nha. Tôi sẽ quay lại cái visual. Tôi vào component của chúng ta, product component. Ở đây thì hiện tại bây giờ tôi sẽ đóng lại bớt nha bạn. Đây, đóng lại một cái. Ở đây, đóng lại một cái nữa. Được chưa nào? Ngay phần dưới này tôi sẽ dùng một cái thẻ error. Được chưa bạn? Tôi zoom bớt lên chút xíu cho bạn dễ nhìn. Bây giờ thứ nhất tôi sẽ tạm thời tôi nhúng cái đoạn mã JS này vào trong cái component chúng ta. Và tôi sẽ tap vào. Được chưa bạn? Save lại và chạy thử. Đấy, thì bạn xuất hiện được thêm nút edit và remove. Và tất nhiên sau, nếu trường hợp bạn chưa bấm gì hết thì sẽ hiện ra như vậy. Nếu trường hợp bạn bấm vào nút edit thì lúc này nó sẽ chuyển nội dung này. Được chưa bạn? Thành nội dung như sau. Đấy, sao lại. Được chưa nào? Hiểu vấn đề cho bạn. Nếu trường hợp bạn bấm vào nút edit thì nó sẽ chuyển nội dung đó thành nội dung như vậy. Và khi bấm nút save thì nó sao ạ? Nó sẽ quay lại nội dung như hồi nãy. Đó, bấm nút save nó sẽ quay lại như vậy. Thì làm như thế nào? Vậy mình sẽ có tổng cộng là hai nội dung. Vậy lúc này tôi sẽ tạo ra hai cái function để chứa hai nội dung đó. Function thứ nhất tên là function render from normal đi. Normal. Một cái arrow function để chứa cái bình thường là chưa có cái gì bạn, chưa có cái form á, chưa có cái text field này. Gì mà? Rồi copy cái này để đây. Return. Và tôi sẽ tap vào. Cái thứ hai, mình sẽ render một cái là render form. Return. Và tôi sẽ copy nội dung này để vô đây. Tắt vào. Được chưa bạn? Và tôi nói như sau, khi tôi bấm nút edit thì nó sẽ tiến hành là hiện này ra. Và lúc sell thì tiến hành là hiện lại. Như bạn thì làm sao đây? Lúc này chúng ta sử dụng một cái vấn đề ở trong cái component là cái vấn đề về state. Vậy đầu tiên state là trạng thái. Thì lúc này mặc định là trạng thái là bằng false. Được chưa bạn? Nhìn sau tôi sẽ tạo ra một cái constructor. Được chưa nào? Constructor của tôi đây. Và tôi nói như sau, tôi sẽ có một cái state là editing bằng false. Và khi nó bằng false, tức là bạn chưa bấm vô, false là bạn chưa bấm một nút edit, đúng không bạn? Vậy khi chưa bấm vào nút edit thì nó sẽ hiện ngay bạn, nó sẽ hiện ra nội dung này. Đúng như nào? Vậy mình biết như sau. Tôi sẽ ghi là show button. Mình kiểm tra. Nếu cái state của tôi div.state chấm gì bạn? Editing mà bằng phone. Tôi có thể dùng đồng nhất để kiểm tra được cho bạn bằng phone thì tôi sẽ hiện ra nội dung là render normal. Vậy mình sẽ return render normal. Và render normal là một cái hàm nằm trong component chứ mình phải là div.render normal. Còn ngược lại bằng true thì mình sẽ đơn giản mình return cho bạn div.render form chấm phẩy. Và mình sẽ hiện cái số button này nè trong cái vùng nội dung chúng ta cần để ở đây. Ngay khu vực này thì tôi sẽ để vào. Được chưa bạn? Rồi tôi sẽ thay vào show button. Và đương nhiên nó là một cái hàm ở trong cái component cho mình phải có this chấm. Được chưa bạn? Rất dễ đúng không nào? Bây giờ mình có thể xem lại thử. Bạn thấy rõ ràng hiện tại nó đang là bằng phone thì sẽ hiện như vậy.
nếu trường hợp editing là bằng true. Thế sẽ hiện như vậy. Được chưa? Thì đây là cách chúng ta tạo ra một cái state mặc định. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta thay đổi cái state đó. Thay đổi khi nào? Thay đổi khi bạn bấm vào nút edit hoặc bạn bấm vào nút gì bạn? Save thì nó sẽ thay đổi, đúng không nào? Vậy mình sẽ có hai cái nút nhấn. Vậy khi tôi click vào cái nút nhấn này thì sẽ gọi ra gì bạn? Cái style mình thay đổi nó như bạn thì mình tôi đặt tên là gì bạn? Button edit chẳng hạn như vậy. Được nha. Và đây một cái event cho nên tôi phải biết theo đúng chuẩn của arrow function. Hoặc bạn có dùng gì bạn? Data binding. Nhớ nha. This chấm. Rồi, tiếp tục khi tôi nhấn vào nút gì bạn? Save cũng như vậy, on click. Bạn. Tôi cũng sử dụng arrow function. This chấm button save. Và hai cái hàm này hiện tại tôi chưa hề có, tôi tạo nó như sau. Tôi sẽ có cái hàm thứ nhất button edit và hàm thứ hai button save. Rồi, đơn giản đúng không bạn? Và khi bấm nút nhấn nào thì đơn giản hiện tại chỉ cần alert thôi, alert edit đấy. Rồi, alert save. Thì đương nhiên bây giờ bạn thử nha. Rồi tôi refresh, bấm nút save thì sẽ là save, đúng không nào? Bây giờ bạn sửa lại đây thì tôi thành là false. Thì kiểm tra lại để coi thử chạy được chưa nha. Bấm edit thì sẽ là alert edit của chúng ta. Đúng rồi, bây giờ mình sửa thành false. Được chưa nào? Vậy khi bạn bấm hiện tại là bạn đang là false, đúng không bạn? Thì ra như vậy. Bấm nút nhấn edit thì mình phải chuyển thành gì bạn? Thành true để hiện ra cái text field của mình chứ, đúng không bạn? Vậy mình thay đổi nó như sau. Bấm nút nhấn thì mình sẽ thay đổi thành edit thành true, vậy mình sẽ set state. Set state, this chấm set state. Tôi sẽ dùng set state như vậy ha. À, còn trường hợp bạn nào mà muốn thuộc cú pháp của cái thằng visual thì bạn có thể là vào đây ha. Bạn kéo xuống mà có cái phần là ở đây mình sẽ có là cái phần React.js có snippet nè. Bạn kéo xuống mình coi thử tạo một cái state như thế nào. Đây, bạn thấy có rằng mình dùng SST để mình gõ ra một cái state object mới nha, set state nè. Bạn thấy không nào? Mình nhớ mình làm cho lẹ. Đó thầy thử nha bạn. SST. Rồi, mình set state nó như sau, mình set state một đối tượng là gì bạn? Editing thành là true. Còn ngược lại khi bấm nút save thì bạn sẽ editing nó là gì bạn? Dit chấm set st nha. Rồi mình sẽ editing lại thành phone để cho nó hiện ra cái cũ lại. Rồi bạn thử giùm tôi nha. Rồi chờ thử này. Rồi bây giờ tôi bấm nút editing thì nó sẽ hiện ra như vậy. Được chưa bạn? Bấm nội dung vào, bấm save thì nó sẽ mất đi. Được chưa nào? Đấy, rất đơn giản. Bấm thì nó sẽ hiện ra. Hiện ra nó bị rớt xuống dưới xíu không sao cả ha. Bấm save thì nó sẽ hiện lại như vậy. Thì ở đây thì tôi như sau, lúc này tôi sẽ hiện cái nội dung á, nội dung mặc dù là tôi cần hiện nội dung với tên sản phẩm đi, nằm trong khu vực này thì như thế nào, nó cũng khá đơn giản đúng không bạn? Thì đơn giản lúc này như sau, bạn cần để cái gì bạn? Trong cái render form tôi sẽ có một cái là giá trị mặc định của text field, thì bạn hãy lên Google bằng sạch như sau, React.js mặc định của giá trị như mặc định của gì bạn? Giá trị mặc định là default value. Đây, bạn hãy xem thử nha. Mình sẽ có một cái thuộc tính tên là default value, là chỉ mặc định của những cái input của chúng ta. Copy cái này, mình xài thử với bạn. Và tôi sẽ tiến hành là tôi để vào đây giá trị là this.prof.children để hiện được cái tên của sản phẩm. Rồi mình chỉ thử lại. Bây giờ bấm vào edit thì sẽ hiện ra laptop Acer chúng ta, đúng không? Bấm edit thì hiện ra điện thoại Acer, bạn thấy không nào? Đấy, ok, bấm save thì nó mất đi. Được chưa nào? Thì tôi đã hoàn thành xong, tìm hiểu xong vấn đề về state. Thì cách chúng ta tạo một cái state mặc định thì bạn có thể tạo trong constructor bằng cách là gõ this state và một cái, đây là một cái object. Được chưa bạn? Ha, rồi.
bạn muốn so sánh cái state đó hoặc là cái state đó có vấn đề gì đó thì bạn cứ như vậy, bạn phải kiểm tra bằng cách như sau. Bạn dùng là this state, bạn chấm cái tên state ra, được như là để lấy cái state ra để so sánh. Hoặc là bạn có thể là set cái state đó với chỉ mới thì bạn dùng là this chấm set state với chỉ mới của nó là xong. Thì đây là toàn bộ vấn đề về state bạn cần nắm bắt được khi bạn học React.js. Xin chào, hẹn gặp lại bạn trong những video sau.